Vâng, xin chào các bạn nhé. Chào tất cả quý vị và bà con đã quay trở lại với kênh Tây Bắc TV. Bây giờ mới 6 giờ sáng đấy. Tây Bắc đang có mặt tại chợ Cốc Đi các bạn ạ. Và chúng ta đang đứng ở khu vực chợ Dê này. Đấy. Và khu vực nói chung là chợ gia súc các bạn ạ. Ở trên này có cả trâu này, cả lợn đen này. Và ngựa thì có rất ít. Thì mình giới thiệu sơ qua địa điểm đấy. Đây là thuộc xã Cốc Đi nhé, chợ Cốc Đi và thuộc xã Cốc Đi, Bắc Hà, Lào Cai. Và chợ này thì diễn ra vào sáng thứ ba hàng tuần nhé. Đấy, tuần nào cũng có các bạn, cứ sáng thứ ba hàng tuần. Và khu vực này là khu vực chợ Dê. Đấy, đây là khu vực chợ trâu, trên này chợ trâu này, còn trên này một tí nữa là lợn này. Còn bên kia thì lác đác vài con ngựa, ngựa thì ít lắm các bạn. Thì là mình sẽ đi quay một số vòng để cho quý vị và bà con xem giá dê ngày hôm nay như thế nào nhé. Thì sáng mình có hỏi sơ qua đấy, thì dê dê đực ấy, thì dê đẹp ấy, thì người ta thường là báo giá là 15 đấy, báo giá 15 nhé, mà bán được với, thường thường bán được với giá là 14, con nào đẹp lắm thì là 14 năm nhé. Còn dê giống thì nó rơi vào là 12 đến 13 các bạn. Rồi ok, bây giờ là Tây Bắc TV sẽ đi quay một vòng để cho quý vị và các bạn xem. Đây này, ở đây có con dê đực này. Dê đực này theo đàn các bạn. Dê đực theo đàn thì nó còn tùy. Ví dụ dê đực mà theo đàn thì nó còn đắt hơn con dê đực lẻ các bạn. Đấy. Dê đực theo đàn thì rơi vào chắc là phải về 15 đấy các bạn ơi. Đây dê cái, còn đây là con cái các bạn. Đang xem răng. Thế con trắng của anh là mười mấy cái à? Con này? Con này 15. 15 à? Dê đực 15 rồi. Vừa bàn luận với nhau có con nào trả 15 đâu. Chính xác là bao nhiêu? Chính xác là 14 năm. 14 năm mới bán à? Toàn đấy. Đấy. Thế trưa lại bán 13 năm này toàn á. Không, con này nó giả 14 năm rồi. À 14 năm á. Phải căng đi các bạn nhé. Dê là căng nhất là 14 năm. Báo thì 15. Hôm nay nắm dê đực nhỉ anh nhỉ? Ừ, hôm nay mấy con không, phim trước mình thấy là toàn dê cái. Phim này mình thấy là nhiều dê đực. Đây con dê đực này các bạn ạ. Đây con dê đực này ạ. Chị bỏ là cái lù thằng đó con chưa hết sâu lắm rồi. Lù nó bạc tiền vào tân nhây. Cô đi mua dê hả cô? Mua dê về nuôi hay là ấy? Mua về nuôi. À nuôi à. Cô chọn được chưa? Chưa, đang xem. À đang xem ạ. Xem cái giống to to một tí. À chú đây ạ. Đây là cô chú đi tìm dê về nuôi. Chắc nhà gần đấy nhỉ cô nhỉ? Nhà ngay trong cầu đấy. Ôi, những anh kể đâu mua lúc nào chị ạ? Chợ lúc nào cũng phiên ngày nào cũng tuần nào cũng ra đây đầy. Xem tuần này cũng được tuần sau. Vâng. Mua con dê đực. Lắm. Mà có cái để nó phối chứ. Dê 15 đẻ mấy lần của nhà cháu cha đấy. 15 hai lứa. 15 nó đẻ mấy lần đấy? Hai lần. Một lần hai con nhỉ? Hai con. Dê đẻ theo cặp. Nhưng mà có cỏ cho nó ăn thì nuôi nó có kinh tế phết đấy. Quan trọng là phải có cỏ, có chỗ nhốt. Có chỗ thả. Nó mới lớn nhanh. Dê nó ăn tạp nữa. Mới buổi, có cái gì cũng được. Mới buổi sáng này trên kia đầy sương mù nhỉ, sương nhỉ. À.
đâu. Dê này khá nhiều nha mọi người nhá, mình thấy nhiều lắm. Hai con dê con nó đứng đẹp không đây. Đấy các bạn thấy chưa? Đi chợ thì rất là vui. Lại có một xe dê đến kìa. Đấy, một xe dê đến đây này mọi người. Đang xem để hạ dê xuống và để mua các bạn. Buổi sáng đây là những video chia sẻ cảnh chợ dê buổi sáng để cho quý vị bà con ở nơi khác xem hoặc là bất kỳ ai xem được các bạn. Đấy. Nếu mà các bạn xem mà chưa đăng ký kênh thì các bạn nhớ cho Tây Bắc TV xin một đăng ký kênh nhé, để Tây Bắc TV đi quay video nó có nghị lực tinh thần. Kênh của chúng ta bây giờ là rất là ít người đăng ký kênh. Vậy rất mong quý vị và bà con cho Tây Bắc TV xin một đăng ký kênh. Chợ dê hôm nay khá là đông vui tấp nập các bạn. Hay nhảy. Mình làm. Mọi người đang xem dê ở chỗ kia nhiều lắm các bạn. Dê mới trở đến là có người xem luôn. Cái này, con này con cái. Con cái này các bạn. Con cái anh bán là 13 năm. Nhưng mà 5 thì em mới được 5 kia. Thế anh còn 5 nữa là 4. Buổi sáng chợ phiên rất là hay các bạn, rất là đông vui tấp nập. Đấy là mình còn chưa lên chợ Châu các bạn. Các bạn biết đấy, thì là kênh Tây Bắc TV chủ yếu là quay về chủ đề chợ Châu. Nhưng mà dạo đây theo lời đề nghị của một số bác ở trên kênh thì là quay tổng hợp luôn. Đấy, quay cả dê, cả lợn đen này, ngựa này, để cho nó cùng chủ đề đó là về chợ gia súc Tây Bắc. Đấy, quay cùng trên kênh luôn để một số bác nào mà quan tâm đến dê thì các bạn cũng xem luôn. Đấy, vừa nãy các bác biết đấy, giá thì có con thì nó rơi vào tầm 13 năm đến 14 năm các bạn. Đấy, mức giá đấy. Dao động trong mức giá đấy. Và nó tùy thuộc vào cụ thể từng con dê cơ các bạn ạ. Chứ mình hỏi ví dụ con này xong này áp dụng vào con kia nó lại không được các bạn. Vì con kia nó lại ngon, nó lại đẹp hơn. Đấy, mức giá nó lại lệch nhau một tí. Hôm nay rất là nhiều dê đực ạ. Hôm nay mình thấy là dê đực khá là nhiều ở trên chợ. 2 triệu 2 nhá.2 triệu dưới cả con thì đúng rồi. Đấy mày nói 2 triệu dưới là phải không? Con này 2 triệu. Còn con 500 chẳng phải à? mười lăm rẻ thôi mà. Riêng con mẹ này bao nhiêu tiền? Ok các bạn nhé. Đấy. Đấy, người ta đang cân. người ta đang cân kìa các bạn. Chào bạn nhé. Anh ở cặp con á? Đấy, người ta đang cân.
Con này bao nhiêu cân anh? 30 cân. 30 cân à? 3 × 14 à? 14 mấy? 14 năm à? Để xem bao nhiêu tiền anh thử nhận. Lỗ rồi, mất 1 cân rồi. Lỗ 1 cân nó ỉa ra rồi, đi đường nó đái rồi. 435. 435. 4.350.000 này. Thế là con này là 30 cân các bạn ạ. Tính ra tiền là 14 năm là 435. 4.350.000 nhé các bạn nhé. Nhưng mà nó không chịu được, nhưng mà nó chịu cũng 2 lạng ấy thôi. 2 lạng vẫn phải tính được. Nhưng mà 2 lạng thì mà chuẩn cầm gì? Tám lạng. Bác mua về làm thương phẩm hay là nuôi ạ? Thương phẩm thôi. Bà tưởng mua thương phẩm làm con cái. Nếu mà ăn người ta biết được được cái cái không? 435. Con này được chốt đơn rồi nhé các bạn nhé. Bán thực tế ở chợ phiên rồi. Con dây đực. Đây, con dây đực nhé. Giá thực tế ở chợ phiên các bạn. Đó là 14 năm. Chú kia đã mua rồi. Đấy, hôm nay mọi người đến buổi sáng rất là đông. Đấy, xe kia đang có xe dê chở đến tiếp. Có lẽ là Tây Bắc TV cũng xin tạm dừng video tại đây. Quay dê này chủ yếu là mình quay sơ qua để cho mọi người nắm biết được giá cả và địa điểm dê này, ở chợ và nó đông hay là có nhiều hay có ít thôi. Đây là riêng của ngày hôm nay nhé các bạn nhé. Còn nó tùy thuộc vào từng hôm đấy, giá dê nó. Nhưng mà chúng ta cũng có thể tính được dao động giá của nó dao động từ 12 đến 14 năm. Và người ta báo giá thì cứ báo giá 15 thôi. Nhưng mà ai mua được thì giảm giá thì nó xuống 14 năm. Đấy. Còn báo giờ người ta báo dê đực cũng đẹp đẹp là 15. Rồi ok, cảm ơn mọi người nha. Cảm ơn các bác rất là nhiều.